Nhận định bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Myanmar, 15 giờ 0 phút ngày 20 tháng 8, quyết chiến vì ngôi đầu, cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cảm ơn các bạn, cả Việt Nam và Myanmar đều đã đi tiếp. Tuy nhiên, đội giành ngôi đầu bảng B sẽ có cơ hội rất lớn vào chơi chung kết, bởi ở bán kết chỉ phải gặp đội đứng nhì ở bảng A vốn khá yếu. Chính vì vậy đây là một trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Thái Lan chắc chắn sẽ nhất bảng A bởi các đối thủ cạnh tranh quá yếu. Vì thế, nếu đứng nhất bảng B, Việt Nam sẽ gặp đội nhì của bảng A ở bán kết. Mà bất cứ đội nào ở bảng A đứng nhì đi chăng nữa, cũng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đoàn quân của ông Mai Đức Chung. Nói cách khác, nếu rơi vào trường hợp này, Việt Nam có rất nhiều cơ hội vào chung kết. Khi cánh cửa đi thẳng vào trận tranh chức vô địch rất rộng mở, thì không chỉ Việt Nam mà Myanmar chắc chắn cũng sẽ quyết chiến chiều nay để tránh phải đội ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Thái Lan ở bán kết. Không chỉ đang xếp trên Myanmar nhiều hơn về hiệu số bàn thắng bại, mà Việt Nam còn chiếm lợi thế nếu xét về lịch sử đối đầu. Cụ thể trong 12 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng đến 10 trận, hòa 2 trận. Quá khứ ấy chắc chắn tạo tâm lý thoải mái cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung. Hẳn nhiên, những thống kê về đối đầu quá khứ hay vị trí trên bảng xếp hạng ở thời điểm này chỉ mang giá trị tham khảo, giúp cho cầu thủ hưng phấn hơn khi xung trận chứ không phải là thước đo để khẳng định sức mạnh của Việt Nam. Nếu nhìn vào đó mà chủ quan, đoàn quân của ông Mai Đức Chung có thể sẽ phải trả giá bằng một trận thua và lúc đó sẽ đối đầu với thách thức rất lớn nếu giáp mặt Thái Lan ở bán kết. Cũng như Việt Nam, Myanmar cũng chưa bung hết sức dù đã có hai trận đại thắng trước Campuchia và Indonesia. Huấn luyện viên Win Thu Mê đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu ấy. Khi đối thủ xáo tung đội hình thì khó cho huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể nghiên cứu, đánh giá sức mạnh cũng như lối chơi. Dẫu vậy, Việt Nam chắc chắn phải hết sức cẩn trọng với mũi nhọn IER. Tiền đạo này đã ghi được 7 bàn thắng sau 2 trận. Nhưng dù sao với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, lịch sử đối đầu ủng hộ, thầy trò ông Mai Đức Chung đủ sức để hướng đến một trận thắng, chứ không đơn thuần là cầu hòa.